Quan bạc đến tác dụng của nước nóng trong cái việc mà làm sạch thực phẩm như là loại bỏ vi khuẩn nè, phân hủy thuốc bảo vệ thực vật có ở trong rau, thì nó cũng giúp cho Mai tự tin sử dụng bồn rửa hơn trong những cái ngày mà trời lạnh. Các bạn thử tưởng tượng nha, vào những ngày mùa đông giá rét mà chúng ta phải rửa rau hay là rửa thực phẩm dưới một cái dòng nước lạnh buốt đi, thì nghĩ thôi đã thấy rụt mình rồi đúng không nào? Chúng ta thường biết máy nước nóng thường sử dụng ở trong phòng tắm. Vậy thì muốn sử dụng nó ở không gian bên ngoài như là khu bồn rửa thì sao đây? Chúng ta sẽ sử dụng máy nước nóng Aristo này nè mọi người ơi. So với một chiếc máy nước nóng gián tiếp dùng trong phòng tắm thì chiếc máy nước nóng này sẽ nhỏ hơn, chỉ 6 lít. Vì so với nhu cầu tắm thì rửa tay và rửa thực phẩm sẽ không cần quá nhiều nước. Công suất tiêu thụ cũng thấp hơn với mức là 1500W. Vì kích thước không quá lớn cho nên các bạn nhìn nó cũng nhỏ gọn đúng không nào? Rất là phù hợp để trong những không gian bếp. Và ở đây thì Mai đang để ở trên bồn rửa và các bạn có thể để theo chẳng hạn. Và ở dưới thì chúng ta sẽ có đường nước vào và ra. Khi mà sử dụng chúng ta sẽ lắp ống vào. Còn bây giờ thì Mai đang tháo ra cho các bạn có thể tiện theo dõi hơn. Nước sẽ vào đường ống có màu xanh và nước nóng sẽ được ra bằng đường ống có màu đỏ. Còn nếu như mà các bạn muốn lắp đặt máy nước nóng ở khu vực bên dưới thì chúng ta cũng có một phiên bản khác với đường ống vào và ra, nó sẽ được thiết kế nằm ở bên trên. Tổng thể thiết kế của máy cũng khá dễ thương với những đường nét bo cong nhẹ nhàng và bầu bầu ở phía trước. Mặt trước sẽ nổi bật với một vùng được thiết kế màu đen. Vỏ máy cũng có khả năng chống thấm nước đạt chuẩn IPX4, giúp bảo vệ linh kiện bên trong cũng như đảm bảo an toàn. Tuy vậy thì chống nước nó cũng chỉ là một tính năng mà thôi. Tốt nhất là các bạn đừng để nước bắn trực tiếp vào máy để cho cái độ rủi ro ở mức thấp nhất luôn. Để điều chỉnh nhiệt độ thì các bạn điều chỉnh bằng núm xoay. Khi máy bắt đầu kích hoạt làm nóng thì đèn đỏ báo hiệu sẽ phát sáng. Nhiệt độ máy hoạt động ở mức là 75 độ C và đây là mức nhiệt độ khá là cao cho nên các bạn cũng lưu ý cẩn thận khi mà chúng ta sử dụng nhé. Và tốt nhất là chúng ta nên sử dụng vòi nước có hai nguồn nước vào. Một đầu chúng ta sẽ nối với máy nước nóng và một đầu chúng ta sẽ nối với nguồn nước cấp. Nhờ vậy thì chúng ta có thể điều chỉnh được cái nhiệt độ theo ý muốn của mình. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có thể tiết kiệm được cái lượng nước mà ở bên trong bình chứa. Nhờ vậy thì sẽ tiết kiệm điện hơn. Do đây là máy nước nóng gián tiếp nên các bạn yên tâm là nguồn nước dự trữ ở bên trong luôn được giữ nóng nên khi cần sử dụng là có nước ngay. Nước này nó sẽ được làm nóng ngay cả trong điều kiện thời tiết mà khí hậu nhiệt độ lạnh như là ở trên các vùng cao nè, hoặc là ở các vùng miền Bắc mà có nhiệt độ dưới 20 độ C. Và ngoài ra thì còn có lớp cách nhiệt mật độ cao HDI sẽ giúp cho nước giữ được cái nhiệt độ cao của mình trong hơn 2 ngày bất chấp điều kiện thời tiết bên ngoài. Lợi ích của việc sử dụng nước nóng hàng ngày là vô cùng lớn. Khoan bàn đến tác dụng của nước trong cái việc mà làm sạch thực phẩm như là loại bỏ vi khuẩn nè, phân hủy chất bảo vệ thực vật có ở trong rau, thì như Mai đã nói đó, nó giúp cho Mai tự tin sử dụng nước hơn trong những cái ngày mà trời lạnh. Thử tưởng tượng vào những ngày mùa đông giá rét mà phải rửa rau rồi rửa chén với cái dòng nước lạnh buốt, nghĩ thôi là thấy rùng mình rồi. Tuy nhiên cái việc mà sử dụng máy nước nóng trong cái điều kiện ẩm ướt như là ở bồn rửa chén nè, rửa tay thì nó tiềm ẩn rất là nhiều những rủi ro. Vì vậy thì máy phải có những trang bị an toàn. Đầu tiên phải kể đến là cầu dao chống rò điện LCB được đặt trên phần dây điện. Máy nước nóng sẽ tự động ngắt điện khi phát hiện các sự cố rò điện, vừa đảm bảo an toàn đến tính mạng, vừa hạn chế chạm mạch gây cháy nổ. Các bạn cũng nên thường xuyên test cầu dao LCB có hoạt động ổn định không bằng cách nhấn vào nút test. Nếu máy nước nóng tắt thì cầu dao đang hoạt động bình thường, các bạn chỉ cần bấm reset là có thể tiếp tục sử dụng. Trong trường hợp mà bạn bấm test rồi nhưng mà không có hiện tượng gì xảy ra, máy vẫn tiếp tục hoạt động bình thường hoặc là máy xuất hiện hiện tượng lạ thì các bạn phải rút điện ra liền và cũng như là chúng ta gọi cho nhân viên kỹ thuật đến kiểm tra ngay, tuyệt đối là không có được sử dụng tiếp nha. Ngoài điện là nhiệt cũng cần phải được kiểm soát tốt ở trên máy để tránh cái tình trạng gây bỏng. Và máy này thì được trang bị hệ thống chống quá nhiệt TSS bao gồm hai cảm biến, phát hiện nhiệt độ đã đạt mức yêu cầu cài đặt và phát hiện nhiệt độ nước ở đầu ra để tránh cho cái nước nó nóng quá mức cho phép và gây bỏng. Còn một yếu tố nữa cũng rất quan trọng với máy nước nóng chính là áp suất. Để tránh việc áp lực bên trong quá lớn dẫn đến nổ, máy cũng có tích hợp van xả áp để cân bằng áp suất bên trong và bên ngoài. Máy có thể đun nước liên tục mà không sợ tình trạng máy bị quá tải.
Vậy thì chúng ta sẽ cần lưu ý những gì khi mà sử dụng chiếc máy nước nóng này? Đầu tiên là các bạn cần xác định được vị trí để máy nước nóng là ở trên hay ở dưới để chúng ta lựa chọn cái phiên bản cho nó phù hợp. Rồi thứ hai là chúng ta sẽ lựa chọn cái vòi nước chịu nhiệt có hai đầu vào. Một đầu chúng ta sẽ nối với máy nước nóng, còn một đầu chúng ta sẽ nối với nguồn cấp nước để có thể tùy chọn được cái nhiệt độ phù hợp theo ý của mình. Rồi cái điều quan trọng nhất nha là các bạn phải thường xuyên kiểm tra LCB để đảm bảo an toàn trong quá trình mà mình sử dụng. Với những trang bị mà Mai vừa nêu ở trên thì chiếc máy nước nóng gián tiếp đến từ thương hiệu Aristo rất là phù hợp sử dụng trong những căn bếp, khu vực rửa tay, rửa bát ở những vùng xứ lạnh như là ở khu vực miền Bắc hay là ở vùng núi cao. Và các bạn biết rồi đó, nước nóng thì nó rất là tiện dụng để chúng ta sử dụng hàng ngày như là rửa thực phẩm nè, rửa tay, rửa bát, mang lại cảm giác rất là dễ chịu. Và không biết là các bạn cảm nhận như thế nào về sản phẩm mà Mai giới thiệu đến cho các bạn ngày hôm nay. Và đừng quên để lại một like và một subscribe cho Điện Máy Xanh trước khi các bạn rời đi nha. Giá thành của sản phẩm thì Mai có để ở phần mô tả, các bạn có thể tham khảo nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo.